Thì ma con đang làm cái gì? Thì ma tự trèo lên ngầu vậy, cô chú thấy không? Tự trèo lên, chồm lên rồi tự ngồi ngắm luôn, ngắm quang cảnh thiên nhiên nè cô chú nè, coi nè, ngắm 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 quang cảnh thiên nhiên bên ngồi. Mẹ tôi sai nó không nổi. Tôi với chú mua cả đời lắm mà mẹ không nổi. Nói gì con? Tôi với chú mua cả đời. Tự đứng rồi cô chú ha, tự chờ đò ngồi xuống lại hả? Em À, có cái thấy bậc cao gì mà tự tự trèo lên, tự chồm lên nhóm lên ngồi gì luôn, có chỗ này biết đường xuống luôn, hôm bữa thì ngã ập ra, bây giờ thì tự bỏ một tay xuống xuống dưới kìa, gì? giỏi, tự bỏ một tay xuống dưới luôn, còn tay nữa không biết làm sao. À ha, giỏi, em lớn rồi, em giỏi, em biết Quá đó. Này cô chú này thấy không, tự chồm xuống ngồi luôn này cô chú này, còn chân nó bị kẹt. Thương thương thương, ôi giời, ôi giời, ô hả, giúp 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 con, giúp con thương. Mà em nói không có ăn được, nói là lúc đầu mình tưởng là bị bao tử yếu em chưa ăn được á, nhưng mà không phải, do là em bị dị ứng sữa, thức ăn sữa bột của người, em chỉ ăn được trái cây thôi à, hoặc là rau củ, ê đừng có chui vô đó nha, hoặc là rau củ, rau củ mình luộc xong mình xay nhuyễn ra cho em ăn, có khoai tây khoai đồ đó, mấy cái loại tinh bột đồ mình xay chung vô thì mình đút cho em ăn thì được, còn mà bột mình mua trong trong bị về mình khuấy nước nóng á thì cái đó ăn không được, em bị dị ứng. Đi ra ăn ăn đút vô là khoảng chừng vài chục giây, hoặc vài chục tới đút vô trong miệng là khoảng vài chục giây là bắt đầu đỏ hết cái mặt luôn, đỏ hết, nó dị ứng, nó nổ như là cái kiểu bị dị ứng da vậy đó, nó nổ đỏ hết lên khuôn mặt, tóc luôn, đầu cổ luôn. À, không muốn chui vô đó hả? Có cái lỗ chui vô chìm rồi. Hôm bữa giờ rồi cái mục đó, cái mục ở chỗ mặt này nữa nè, một chỗ mặt này là mà em ăn những cái thứ gì mà liên quan tới sữa, uống sữa, ăn phô mai, ăn dưa, bánh mà làm từ sữa, những cái thứ nào mà có sữa là em tim ma bị nổi lên đỏ lại, Lucas sẽ bị đỏ lên lại với chú à, cho nên là mới phát hiện đây là từ 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 sữa, từ sữa mẹ là em ngưng ăn hết. Con chơi bắt cá. Chơi bắt cá. Chị mà con đang chơi gì nè, chơi gì? Chị mà đang chơi nằm ở dưới này này, chơi ví dụ nằm ở dưới thềm gì là chơi đó đó, không có nói năng gì hết đó, chơi cả ngày luôn, còn bỏ vô trong xe đó, mua chiếc xe vậy cô chú thấy không, không có chịu chơi đâu, bỏ vô trong vòng 1 phút 2 phút là bắt đầu á. Cái gì? Cá nó cầu cá. Mấy chờ chờ nó cầu cá cô chú à. Cầu cá thì mà dính cá. À dính con cá, dính con cá. Con tìm ma là con cá đó. Tìm ma. Cá mập nhỏ, mệt quá à. Tưởng tượng á. Đó con cá, con cá thì mang nó cá, cá cũng lông á. Cá sấu. Cá sấu còn được đủ thứ cá luôn. Chị mà. Đó bữa giờ em ngừng uống sữa cái mặt hình cái mục nó đỏ, nó hết đỏ rồi cô chú này. Mà chuẩn bị nó đang lạnh á, nó hết á. Mình không ăn những thứ nào liên quan tới sữa nữa thì nó hết. Còn ăn thì nó nổi lên lại, nhìn nhìn thoáng qua cứ tưởng là giống như bị muỗi cắn ha. Chi mà tôm tép cua gì đó
Con cá nó câu cá, con biết làm cái trò. Không có cá, lạnh nước nữa. Сейчас кочурнинка на это чё? Thí nghiệm nước lốc xoáy á. Cá nó đang làm ảo thuật cơ chứ, lúc cá chỉ nhảy nó có từ từ thôi. Cá nó chạy mở đèn lên con có thui à. Cá làm ảo thuật. Làm từ từ chứ hồi nãy con à, đừng làm nhanh quá em không thích. Không chịu ngủ kiểu gì á. Chồm 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 nhìn xuống thấy đồ chơi. Chồm. Đừng la con à, cứ la.
cách nhảy cho cô chú coi xong. Nhảy ví dụ con nhảy một bài hát nhạc, ví dụ con đang nghe một bài nhạc thật là sôi động ấy, nhảy sao? Khùng cá nó khùng hả? Thì mà nó chạy tiền. Núm chân em ơi. Coi à.